cả Đông Nam Á ngán ngẩm, vận động viên nhập tịch tố Campuchia không trả tiền thi đấu thuê. Xin kính chào các quý vị khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Prosperity. Quý vị thân mến, ở các video trước chúng tôi đã đề cập rất nhiều về việc nhập tịch của vận động viên các nước Đông Nam Á, đặc biệt là nước chủ nhà Campuchia vì chỉ muốn nâng cao thành tích thi đấu. Đa phần các cổ động viên nhập tịch của các nước này thi đấu vì thù lao họ được trả, chứ không phải vì màu cờ sắc áo. Và chính nước chủ nhà Campuchia đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi vận động viên gốc Pháp Soka Michael Chomon sau khi thi đấu môn triathlon ở nội dung duathlon mà không giành được huy chương vàng đã tố Campuchia không trả tiền thuê mình thi đấu. Về thực hư chuyện này ra sao và những động thái của Campuchia như thế nào? Xin mời quý vị cùng chúng tôi đi hết video ngày hôm nay để đi tìm câu trả lời nhé! Quý vị thân mến, vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, vận động viên nhập tịch Soka Michael Chomon thi đấu ở nội dung duathlon và giành được tấm huy chương bạc với thành tích 54 phút 41 giây, kém rất sát sao so với vận động viên của Việt Nam Phạm Tiến Sản, 54 phút 37 giây. Tại ngày thi đấu đó, khi các tuyển thủ tham dự đang làm thủ tục đăng ký thi đấu, thì Tiến Sản bất ngờ phát hiện bánh xe đạp của anh bị xẹp lốp. May mắn thay là ban huấn luyện đã có thể sửa xong xe đạp của anh kịp thời để Tiến Sản có thể thi đấu. Với chiến thuật thi đấu hợp lý, Tiến Sản đã thắng được vận động viên nhập tịch nước chủ nhà và giành huy chương vàng cho thể thao Việt Nam. Thực tế là Chomon không đạt được kết quả mà nước chủ nhà Campuchia mong đợi vì anh là một vận động viên nhập tịch có thâm niên thi đấu trong nội dung duathlon và được hy vọng giành được huy chương vàng. Sau đó, anh đã bày tỏ với các phương tiện báo chí truyền thông rằng anh được thuê bởi Campuchia để thi đấu nhưng do không đạt được kết quả như ý nên đã bị quỵt tiền lương. Vụ việc đang gây ra khá nhiều tranh cãi và trong quá trình được điều tra để làm sáng tỏ. Thưa quý vị, để đạt được thành công trong lần đầu tổ chức SEA Games, Campuchia năm nay nhập tịch khá nhiều những vận động viên để tăng khả năng cạnh tranh trong các bộ môn. Kế hoạch của họ cũng đã thành công phần nào khi Campuchia có kỳ đại hội lập kỷ lục về số lượng huy chương. Chiến thắng tiêu biểu nhất của kế hoạch nhập tịch này là tấm huy chương vàng của đội bóng rổ Campuchia vô địch bóng rổ nam 3x3 với 3 cầu thủ nhập tịch Mỹ không khác gì những tuyển thủ NBA chuyên nghiệp. Tuy vậy, cũng có một số trường hợp, một số vận động viên nhập tịch không làm quen được với thời tiết nóng tại Campuchia nên không thể thi đấu đúng như kỳ vọng. Ví dụ như chân chạy gốc Trung Quốc Piset Zhang đã phải bỏ cuộc ở nội dung Marathon Nam sáng ngày 6 tháng 5 vì sốc nhiệt. Campuchia đã tiến hành nhập tịch vận động viên từ ASEAN 2018. Đoàn thể thao Campuchia mang một gương mặt trẻ đến tham dự Á vận hội, đó là Jessa Khan, một cô gái mang trong mình hai dòng máu Mỹ và Campuchia. Vốn sinh ra và lớn lên ở xứ cờ hoa, Jessa Khan quyết định thi đấu cho đội tuyển thể thao xứ Angelo. Vì cha cô là người Mỹ, gốc Campuchia, chẳng ai nghĩ một cô gái mới 17 tuổi có thể thi đấu tốt tại đấu trường ASEAN. Nhưng cuối cùng những gì mà Jessa Khan làm được đã vượt quá kỳ vọng của mọi người. Tham dự một giải đấu lớn, Jessa Khan đã hạ những võ sĩ sừng sỏ nhất đến từ Iran, Trung Quốc và Philippines. Để giành huy chương vàng hạng cân 49kg nữ, chức vô địch của cô có thể được ví như tấm huy chương vàng bằng kim cương. Bởi đây mới là lần thứ hai Campuchia giành huy chương vàng ở một kỳ Á vận hội. Đẳng cấp của cô gái sinh năm 2001 giúp Campuchia trở thành một thế lực đáng gờm trong Jiu-Jitsu, một môn võ có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Từ một cô gái vô danh, Jessa Khan đã lập tức trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất tại Campuchia. Cô tiếp tục gây chú ý khi nhận chứng chỉ đai đen, cấp độ cao nhất của môn khi mới 19 tuổi. Thi đấu những giải võ thuật chuyên nghiệp đến tới tấp và cô đều đánh bại tất cả các đối thủ ngáng đường mình. Vậy Campuchia đã làm cách nào để thuyết phục một cao thủ trừ danh Jiu-Jitsu như là Jessa Khan hồi hương thi đấu? Chẳng ai rõ chi tiết thỏa thuận giữa đôi bên, nhưng có thể khẳng định đã có tất cả khi chọn khoác áo Campuchia. Cô được trao đặc quyền khi tập luyện, sinh hoạt tại Mỹ và chỉ hồi hương ngay trước giải đấu. Một năm nay tấm huy chương vàng ASEAN tiếp tục tranh tài ở SEA Games và thể hiện đẳng cấp vượt trội. Cô không chỉ vượt qua mọi đối thủ mà còn đánh bại họ với cách biệt điểm số rất lớn. Một số chuyên gia còn khẳng định nếu thi đấu với những võ sĩ trên cân mình, cô vẫn sẽ dễ dàng thắng được họ. Người Campuchia yêu mến Jessica tới mức mà sẵn sàng bỏ qua mọi sai lầm của cô. Ngay trong ngày đầu tham dự SEA Games 31, cô bị loại do vượt quá cân nặng quy định. Bất chấp việc phạm quy rõ ràng là rất nghiêm trọng, người Campuchia chất vấn tại sao nước chủ nhà không tạo điều kiện cho cô thi đấu dù chỉ mắc lỗi nhỏ. Về phần mình,
cô không phải buồn quá lâu. Chưa đầy một tháng sau sự cố ở SEA Games 31, cô chính thức ký hợp đồng với One Championship, giải đấu võ thuật chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Mỗi lần tượng đài tại One, cô cũng có thể kiếm được tiền tỷ nhờ sức hút của một võ sĩ hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Thành công của cô đã thu hút một loạt các vận động viên gốc Campuchia ý định hồi hương. Mới đây, quốc gia xứ sở Angelo đã quyết định thành lập đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 32. Mục tiêu chất lượng đội tuyển của họ là sử dụng những cầu thủ gốc Campuchia đang thi đấu tại Mỹ và châu Âu. Việc những vận động viên hay một số tuyển thủ bóng chuyền chọn thi đấu cho Campuchia không phải điều quá mới lạ. Suy cho cùng, họ có nguồn gốc từ quốc gia này và được phép đầu quân về quê hương xứ sở. Nhưng Campuchia không muốn dừng lại ở đó bởi số lượng cam kiều hồi hương vẫn chưa đủ cho mục tiêu lớn. Trong bối cảnh SEA Games 32 đang cận kề, Campuchia muốn có thành công nhanh chóng ở một số môn thi đấu mà họ vốn không có thế mạnh. Vì thế, quốc gia này đã tiến hành nhập tịch vận động viên nước ngoài. Đây là những người hoàn toàn không có gốc gác Campuchia, họ chỉ nối quốc tịch để thi đấu như những lính đánh thuê. Mở màn cho trào lưu vận động viên nước ngoài nhập tịch Campuchia là những võ sĩ vật. Tại SEA Games 31, quốc gia này mang hai đô vật da trắng mắt xanh đến dự giải Mosari và Sobari. Họ vốn là thành viên đội tuyển Iran, một trong những cường quốc mang tầm cỡ thế giới. Bộ đôi này đã mang về một huy chương vàng, một huy chương bạc cho Campuchia ở SEA Games vừa qua. Với lợi thế sân nhà tại SEA Games 32, Mosari và Sobari được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp Campuchia có thêm huy chương vàng ngay trên sân nhà. Sau thành công ở môn vật, Campuchia tiếp tục tiến hành nhập tịch một số vận động viên của môn boxing, nơi họ tuyển quân là Uzbekistan, cường quốc quyền Anh của châu Á. Tính tới tháng 8 năm 2022, Kristen Naka và Abdullah Razapo vẫn là những võ sĩ thuộc thành phần đội tuyển boxing. Nhưng bằng một cách nào đó, đến tháng 11 cùng năm, họ đã khoác áo đội tuyển Campuchia thi đấu cho những giải boxing quốc tế, thậm chí là còn giành được ngôi Á quân giải vô địch U22 châu Á vừa qua. Những gương mặt như này là có thể giúp Campuchia có một kỳ SEA Games thành công nhất từ trước đến nay. Lấy vốn là những vận động viên đẳng cấp châu lục, thế nên sẽ không khó để họ khẳng định vị thế ở đấu trường Đông Nam Á. Nhưng Campuchia sẽ làm gì với những vận động viên này sau SEA Games? Đó mới là câu trả lời quyết định mức độ phát triển thể thao của một quốc gia. Campuchia năm nay nhập tịch khá nhiều những vận động viên để tăng khả năng cạnh tranh trong các bộ môn kế hoạch của họ cũng đã thành công phần nào, thì Campuchia có kỳ đại hội lập kỷ lục về số lượng huy chương. Chiến thắng tiêu biểu nhất của kế hoạch nhập tịch này là tấm huy chương vàng của đội bóng rổ Campuchia vô địch bóng rổ nam 3x3 với 3 cầu thủ nhập tịch Mỹ không khác gì những tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuy vậy, cũng có một số trường hợp, một số vận động viên nhập tịch không làm quen được với thời tiết nóng tại Campuchia nên không thể thi đấu đúng như kỳ vọng. Ví dụ như chân chạy gốc Trung Quốc ở nội dung marathon tại SEA Games 32, chủ nhà Campuchia khiến các đối thủ phải dè chừng khi nhập tịch vận động viên gốc Trung Quốc có tên là Pisset Zhang. Thành tích của vận động viên này cực kỳ ấn tượng. Với thông số 2 giờ 15 phút, nên nhớ tại SEA Games 31, Hoàng Nguyên Thanh của Việt Nam giành huy chương vàng với kết quả 2 giờ 25 phút 07 giây 84, kém thông số của Pisset Zhang tới 10 phút. Tưởng như Campuchia sẽ không gặp nhiều khó khăn để có được huy chương vàng ở nội dung này. Tuy nhiên, mọi việc đã diễn ra đầy bất ngờ. Dù nhanh chóng vươn lên dẫn đầu, tuy nhiên chỉ sau vòng, Pisset Zhang đã phải bỏ cuộc vì sốc nhiệt. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, vận động viên gốc Trung Quốc này mới đến đây thi đấu cách đây 2 ngày, nên có thể chưa quen với thời tiết. Trong khi đó, các vận động viên Việt Nam đã có mặt ở đây từ ngày 19 tháng 4 để làm quen với thời tiết. Thời tiết lúc này tại Campuchia rất nóng dù nội dung Marathon Nam bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng ngày 6 tháng 5. Tuy nhiên lúc này nhiệt độ cũng đã xấp xỉ 30 độ C. Sau đó nền nhiệt tiếp tục tăng lên kèm theo nắng gắt SEA Games 32, chứng kiến rất nhiều vận động viên nhập tịch và đa phần họ thi đấu ấn tượng. Con người sinh ra, ai cũng có quyền được lựa chọn cho mình một màu cờ sắc áo để thể hiện tài năng, ước mơ, sự phấn đấu không ngừng, không có ai cấm quyền đó cả. Đó là câu phát biểu của huấn luyện viên Alan Stasic, người Úc, khi ông dẫn dắt đội tuyển nữ Philippines sang châu Âu tập huấn thắng đội Ireland 1-0. Trong đội tuyển nữ Philippines có nhiều cầu thủ Mỹ nhập tịch, đó là câu nói thể hiện sự bình đẳng. Nếu một quốc gia không muốn nhập tịch vận động viên thì không nói làm gì, còn họ đã muốn thì những người khác cũng không có gì phải cay cú cả. Câu chuyện các đội bóng chày, bóng rổ của Campuchia, toàn Tây, thậm chí là những cầu thủ nổi tiếng của Mỹ nên dễ dàng hạ bệ cường quốc bóng rổ Đông Nam Á Philippines để lấy huy chương vàng SEA Games 32 trở nên nóng hổi.
đoàn Philippines có vẻ không phục với chính sách nhập tịch của Campuchia kiểu thời vụ để săn huy chương vàng. Cũng tại SEA Games 32 này, vận động viên Mỹ mang quốc tịch Philippines có tên Eric Gray, 34 tuổi, hủy diệt các đối thủ ở nội dung 400m vượt rào, khi anh không có đối thủ và giành vàng rất dễ. SEA Games 32 có rất nhiều vận động viên nhập tịch, trong đó có chủ nhà Campuchia và một số quốc gia khác. Cay làm gì, họ không vi phạm. Họ được mời đến thi đấu và được tôn trọng. Cuộc chơi thêm hấp dẫn và giúp các vận động viên Đông Nam Á thêm kinh nghiệm, thêm tính cạnh tranh, hãy nghĩ vậy đi. SEA Games 32 đang bước vào chặng đường cuối cùng, và dù các quốc gia khác có đang nhập tịch rất nhiều, nhưng chút lại Việt Nam chúng ta vẫn đang ung dung ở trên đỉnh bảng tổng sắp huy chương. Để ngồi trên xem các cháu nhập tịch đấu đá tranh nhau vị trí thứ hai. Suy cho cùng, nhập tịch chỉ giải quyết vấn đề trước mắt chứ không phải lâu dài, và Việt Nam chúng ta vẫn đang đi đúng hướng trong vấn đề đào tạo trẻ cho các vận động viên. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video để mọi người cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ sản xuất nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!